Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan đến thông tin thuyền viên Việt Nam trên tàu Chu Confidence bị tấn công trên biển, mới đây người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, ngay sau khi nhận được thông tin Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Xê Út, kiêm nhiệm Yemen và Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, kiêm nhiệm Djibouti liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại, đề nghị cung cấp thông tin về tình trạng các công dân Việt Nam trên tàu. Theo thông tin sơ bộ, trên tàu có 4 thuyền viên Việt Nam, một thuyền viên đã tử vong và ba thuyền viên trong tình trạng sức khỏe bình thường. Các cơ quan đại diện Việt Nam sẽ tiếp tục liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, khẩn trương tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân, xử lý các vấn đề hậu sự cho thuyền viên tử vong nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam. Đồng thời, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước làm việc với công ty phái cử các thuyền viên để triển khai các biện pháp bảo hộ cần thiết. Người phát ngôn cho biết, Việt Nam cực lực lên án hành vi tấn công bạo lực, vô nhân đạo nhằm vào dân thường vô tội và các phương tiện dân sự trên các tuyến hàng hải quốc tế. Chúng tôi yêu cầu các bên liên quan chấm dứt ngay lập tức các hành động sử dụng vũ lực, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do cho các tuyến hàng hải quốc tế trên cơ sở phù hợp luật pháp quốc tế. Tàu hàng True Confidence theo cờ Barbados bị hâu thi tập kích tên lửa ngày 6 tháng 3 ở khu vực Biển Đỏ ngoài khơi cảng Aden, Yemen tàu thuộc sở hữu của công ty hàng hải Liberia True Confidence Shipping và đang do công ty Hy Lạp Third January Maritime vận hành. Công ty sở hữu tàu hàng True Confidence cho biết, ngoài một thủy thủ Việt Nam còn có hai thủy thủ Philippines đã thiệt mạng. Trước đó, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ hàng hải Hải Phòng HP Marine có văn bản gửi vụ Trung Đông Châu Phi Bộ Ngoại giao, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Cục Hàng hải Việt Nam Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề nghị có biện pháp hỗ trợ trong việc bảo vệ thuyền viên và đưa thuyền viên về nước. Văn bản của HP Marine cho biết công ty có ký hợp đồng đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài với các thuyền viên cho tàu Chu Confident gồm Đặng Duy Ca, sinh năm 1983, quê Hải An, Hải Phòng, chức danh Đại Phó, Phạm Văn Tê, sinh năm 1985, quê Hải An, Hải Phòng, chức danh Máy trưởng, Nguyễn Văn Tê, sinh năm 1988, quê Kinh Môn, Hải Dương, chức danh Máy 2. Phùng Văn A, sinh năm 1991, quê Vũ Thư, Thái Bình, chức danh Máy 3. Ngày 6 tháng 3, HP Marine nhận được thông báo của đối tác về việc tàu Chu Confident đang trên hành trình từ Singapore đến Jeddah, Ả Rập Xê Út, đã bị trúng một tên lửa. Trên tàu có 20 thuyền viên và 3 cảnh vệ hộ tống tàu, trong đó có 4 thuyền viên Việt Nam, tàu bị trúng tên lửa ở khu vực mạng trái xuồng cứu sinh dẫn đến cháy lớn. Có ba thuyền viên thiệt mạng, trong đó có một thuyền viên Việt Nam là Đại phó Đặng Duy Ca, văn bản của HP Marine cho biết. Sau khi nhận được thông tin, công ty đã thông báo cho gia đình thuyền viên có tên nêu trên, đồng thời đang kết hợp với các bên liên quan để bảo vệ quyền lợi cho các thuyền viên và đưa họ về nước. Vẫn theo HP Marine.